Channel Hùng Xe ơi, xin chào quý anh chị và các bạn. Thì trước mặt em đây là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản sedan MT Bay. Một chiếc xe mà rất phù hợp cho những anh em kinh doanh dịch vụ hoặc là những quý anh chị nào có thích một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng A giá rẻ, đi lành, ổn định mà mình có thể đi số tay trên những vùng núi chẳng hạn. Đó, vùng gọi là vùng cao. Đó, có thể sử dụng một chiếc xe số sàn khỏe khoắn. Với mức tiêu hao nhiên liệu thì có thể em show cho quý anh chị đây là đường kết hợp là 5,4 lít, đường đô thị là 6,8 và đường ngoài đô thị là 4,6 lít. Vâng, một chiếc xe với giá niêm yết rơi vào khoảng 380 triệu. Thì hiện tại Hyundai Bắc Ninh bên em đang có sẵn một chiếc xe màu trắng này giao ngay với giá bán cho quý anh chị là chỉ là 348 triệu thôi. Vâng, 348 triệu, được giảm 32 triệu cho một chiếc xe như này. Với giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang tỉnh lẻ thì rơi vào khoảng là gần 400 triệu, tính cả bảo hiểm thân vỏ rồi đó. Chiếc xe này thì nó có những cái điểm cơ bản thôi, em có thể kể đến cho quý anh chị như là hệ thống đèn halogen, hệ thống đèn pha cốt là kiểu chiếu halogen phản xạ đa hướng này, rồi gương chiếu hậu. Gương chiếu ngoài thì là màu đen và xi nhan thì là được tích hợp ở trên thân xe. La răng đây, la răng là 14 inch ạ. Vâng, một chiếc xe MT Bay mà tối giản, nhưng đổi lại thì đây, cùng khám phá về nội thất của xe nhé. Xe này thì vẫn sử dụng chìa khóa cơ cắm bình thường ạ. Vâng, cơ nó cũng lành. Cùng vào đến phần nội thất của xe thì i10 bản này, vâng, một chiếc xe 348 triệu thì cũng không thể đòi hỏi gì hơn được, rất là tối giản thôi ạ. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ này, rồi hộp số, nơi đây là hộp số 5 cấp, số lùi đã là 6. Có bảng đồng hồ giống như phiên bản tiêu chuẩn của số tự động. Ghế thì là ghế 1/2 là nỉ và 1/2 là da. Tông màu nội thất thì khá là sáng, em thấy màu này nó còn đẹp hơn cả bản đủ cơ. Màu này thì bản đủ chỉ có tông màu đen và tông màu kem thôi, nhưng mà ở đây nó đã pha một chút là màu kem rồi. Nó rất là hài hòa đúng không ạ? Vô lăng thì là vô lăng nhựa và có mạ đây. Vâng, cũng mạ một chút, mạ cho tinh tế hơn. Phần cửa gió thì cũng được thiết kế có chỉ đỏ thì tạo cảm giác thể thao hơn. Gương này thì vẫn chỉnh điện được. Đó, vẫn chỉnh điện được ạ. Còn vô lăng thì được chỉnh cơ, chỉnh cơ hai hướng ạ. Màn hình thì vẫn chưa có, màn hình này anh chị có thể lắp thêm đâu đó khoảng 3 đến 4 triệu. Một chiếc màn hình Android là ok ạ. Tích hợp cam lùi nữa là tuyệt vời. Đến phần hàng ghế thứ hai thì i10 trong phân khúc anh em sử dụng chạy dịch vụ khá nhiều. Đặc biệt là phiên bản sedan này. Sedan thì phần cốp nó sẽ được thiết kế rộng hơn để giúp cho anh em có thể sử dụng để chở những cái hành lý cho khách hàng được nhiều, và có thể là sử dụng trong gia đình thì mang được nhiều những cái hành lý để đi chơi hoặc là đi dã ngoại. Đến hàng ghế thứ hai thì i10 có một cái chiều dài cơ sở rất là tốt, nó tốt hơn thiên thế hệ cũ, cho nên là khi mà ngồi hàng ghế thứ hai, đầu tiên là ở cảm nhận là nó có độ ngả lưng ghế tốt này, cái khoảng để chân đầu gối thừa thoải mái. Phần đầu xe, đặc biệt là i10 có cái phần lốc xe này, anh chị có thể thấy là lốc xe cách cái đầu của em rơi vào khoảng là 15 đến 17 cm, rất là rộng, rất là cao đó. Cửa gió điều hòa nhé, đặc biệt là hàng ghế sau thì trang bị cửa gió điều hòa đây, hai cửa gió điều hòa cho khách hàng ngồi hàng sau, rất là mát và được làm mát đều khi mà có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, làm mát nhanh hơn ạ. Cổng sạc thì cũng được tích hợp đó, cổng sạc tích hợp cho hàng ghế phía sau. Rồi đến phần cốp đi ạ. Cốp của chiếc sedan này thì đây em sẽ mở cốp cho quý chị khám phá. Đó, cốp của chiếc sedan này anh chị thấy rất là rộng, nó sâu lắm. Đấy, cái độ sâu này thì phải đo, nếu mà đo nó phải rơi vào khoảng hơn 80 cm, rất là sâu, có thể để được vừa mấy chiếc vali đấy. Đó, cốp sâu rộng phục vụ tốt cho việc mang vác hành lý và làm dịch vụ. Đấy, bản bay thôi nhưng mà đằng sau này cũng được mạ chrome, một cái thanh chrome này rất là đẹp đó.
Thì bên em đang có chương trình hỗ trợ giá trả góp cho quý hàng tới 80% giá trị xe, lãi suất là 6,2% một năm, tính theo tháng thì khoảng 0,51%, và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì quý khách hàng có quan tâm đến chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản sedan này, hoặc là có quan tâm đến i10 nói chung, thì xin vòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý chị và các bạn đã ủng hộ channel của Hùng Xe Hơi ạ.